thôi đi nha, con cất đồ về nhà cô nhá. Thôi cháu không đi đâu ạ. Cháu không đi đâu. Cô làm gì em cháu thế? Cái cô này cô cứ bắt em về nhà cô đấy ạ. Có mắc gì đâu, cô chỉ rủ em nó về nhà cô chơi thôi. Nhà cô nhiều kẹo lắm, với cả con gái cô thích gặp em cháu mà. Hôm nay thời tiết nóng quá. May mình mua được cốc nước này uống. Hôm nay trong này yên tĩnh quá nhỉ. Nghe chừng dạo này khó khăn nhỉ. Không có con mồi nào đi qua đây. Chị Mai ơi, chị em bị chị nắng quá. Ở cuối ghế đằng kia có người ngồi rồi kìa chị. Mà chị nhìn xem nào. Mắt chị không đeo kính cỏ khác. Mà thôi, mình ra chỗ khác đừng đi, nắng quá. Ngồi đi thôi. Hai đứa này nhìn quen thế nhở. Mẹ đi hai đứa. Chị Oanh ơi, mình ngồi ghế bên nào bây giờ? Chị thấy ghế bên này dâm hơn ấy, mọi người ngồi bên này đi. Mẹ. Mà bây giờ nóng quá nhỉ. Chị trời nắng lên. Mà chiều anh ơi, em đỏ em muốn ăn cơm cháy quá. Chị cũng đang muốn ăn cơm cháy, để chị lấy cho nhá. Vâng ạ. Mà chị, cơm cháy trong túi của em hay sao ấy? Thế à? Đúng rồi, lấy chị. Mình có hai gói. Mà sao mình với Nghiên để lâu thế nhỉ? Đúng rồi đấy chị, ngày nào cũng trễ hẹn. Đúng rồi đấy. Hay là bọn mình cứ ăn trước đi, xong rồi tí nữa mình nghĩ đến thì để dành cho một gói. Vâng ạ. Em móc được không để chị bóc cho? Bóc đi gì? Ok. Đấy, em ăn đi. Ăn miếng này. Ngon quá chị ở mày rồi. Cơm cháy hơi cứng thích nhỉ? Chị không biết là em xuống muốn nhai được không ấy. Cơm cháy ngon thì em sẽ cố gắng nhai. Hơi cứng một tí nhưng mà em thấy nó ngon đấy. Chị cũng thấy ngon. Cái gói này nhỏ nhỏ mà có tận 3 miếng, không biết chị em mình có ăn hết không nhỉ? Này, của em này. Không hết thì thôi, mình mang về mình ăn tiếp chị. Thế cũng được. Mà chị thấy cái này hơi nhiều ớt đấy, em có thấy cay không? Không, em ăn một cái phần không có cái ớt. Mà chị Mai ơi, chị có mang nước không? Em muốn uống nước quá. Nước á? Ui, chị sẽ xay nước, chị để trên bàn. Chị bảo em cầm rồi mà. Đúng rồi. Nhưng mà em lại quên mất rồi. Ăn cơm thấy mà không muốn nước thì khác lắm đấy. Đúng rồi đó chị, lại còn cay nữa chứ. Hay là hai chị em mình ra ngoài kia mua nước đi. Thôi chị đi một mình đi, em ngồi đây em nghỉ, em mỏi chân lắm rồi. Em ngồi một mình liệu có được không? Được mà chị, em lớn rồi mà. Thôi chị không cần lo đâu. Chị đi lấy nước cho em đi, em khát nước quá. Ừ thế em ngồi đây nhá. Vâng ạ. Nếu có người lại để bắt chuyện thì em không được nói chuyện người ta đâu. Vâng người ta cho cái gì cũng không được lấy. Đặc biệt là ai rủ em đi đâu em cũng không được đi nghe chưa. Nhớ ngồi đây chờ chị nhá. Vâng ạ. Chị mang thêm cái này để ăn. Cái này ngon nhưng mà cay quá. Thôi mình để miếng này ở đây đợi chị Oanh về rồi ăn tiếp. Cô thật khi đi ra chỗ khác vậy. Ở này quá mình mang theo đồ chơi. Vừa lấy sao ấy nhỉ? Mà đứa lớn đâu rồi ấy nhỉ? À, thế thì đơn giản quá.
mình lại gần chỗ nó xem sao. Cháu ngồi chơi với mình à? Dạ vâng, cháu chào cô là ai đấy ạ? À, cô là ai không quan trọng. Cháu là người nổi tiếng đúng không? Dạ không ạ, cháu chỉ bình thường thôi mà cô. Cháu không phải người nổi tiếng gì đâu. Thôi, cháu không phải khiêm tốn thì đâu. Con nhà cô toàn xem cháu diễn ở trên kênh YouTube mà. Thật thế ạ, thì cô biết cháu tên là gì không? Ôi dồi ôi, tên cháu là Thùy Giang đúng không? Vâng ạ. Chị cháu là Hồng Anh. Vâng ạ. Thế cô vừa nhìn thấy cháu đi cùng chị cháu, bây giờ chị cháu đâu rồi? Chị cháu đi mua nước rồi ạ. Ồ, thế đây cô có nước này. Cháu uống đi. Thôi, chị cháu đi mua nước rồi, cháu không uống của cô đâu. Thôi, uống đi cháu. Nhà cô uống dở rồi, cháu không uống nữa đâu. Cô mới uống được một tí thôi mà. Cái nước soda này nó ngon lắm. Thôi ạ, cháu không uống đâu. Chị cháu dặn là không được uống đồ của người khác đâu ạ. Thế à, thế thôi cô bỏ ra đây vậy. Mà cô có cái này thì hơi bị thích luôn. Gì đấy ạ? Đồ chơi này thích chưa? Trời ơi, hết trung thu rồi mà cô, đây là đồ chơi trung thu. Cháu không thích chơi đâu, mà đây là đồ con trai cô ạ. Đẹp mà cháu. Đồ con trai cháu không thích đâu. Không thích đồ chơi con trai á? Vâng ạ. Thôi, cô mang về cho con của cô chơi đi. Mà cô có mấy đứa con vậy cô? Cô có một trai một gái. Gái lớn thì học lớp 5 bằng tuổi cháu đấy. Ơ, cô biết cả tuổi cháu cơ á? Mà sao cô cứ đeo khẩu trang hết cô? Không thấy nóng hả cô? Cô sợ nắng đen ra nên cô phải đeo khẩu trang. Thế ạ? Ừ, bây giờ cô bỏ ra. Mà này cháu ơi. Dạ. Cô của con búp bê này cũng xinh lắm. Đồ chơi cũ của con gái cô đấy. Cháu có thích không? Cô cho đấy. Thôi, đồ chơi cũ của con gái cô mà cô lại đi cho cháu á? Thôi, cháu chẳng thèm đâu. Nhà cháu đây đồ chơi. Mẹ cháu mua cho cháu bao nhiêu búp bê luôn. Búp bê đẹp như này mà cháu còn chê á? Dạ. Thế thì cô lại đầy đồ ăn nhá. Đầy đồ ăn cho cháu chọn nhá. Ui dồi ôi, toàn món hot thế này. Ôi, cái này 8 đời rồi cô ạ. Ôi dồi, món hot bây giờ đang hot đấy. Này, nhiều kẹo chưa? Kẹo này chua nhá. Loại hơi ngon. Này, cứ cho mặt một dây luôn. Nhiều chưa? Dây này hơi ngon đấy. Đây, kẹo C luôn này. Kẹo Fanta nhá. Mấy cả kẹo Spy nhá. Coca nhá. Giống luôn những nước ngọt nhá. Ừ, các vị này hơi bị ngon luôn. Này, thế này mà cháu không thích á? Cháu không thích đấy. Nhưng mà mẹ cháu dặn là không được ăn đồ của người lạ. Nhưng mà món này đang ngon mà. Ngon cô lắm, cháu cứ ăn đi. Nhà cháu cũng đầy kẹo rồi cô ạ. Thôi cháu không ăn đâu bạn. Kẹo này mà cháu cũng chê á? Thôi ạ. Nhưng mà kẹo dẻo này, úi dồi, kẹo này cũng là Hàn Quốc đấy. Thôi, dẻo, đây dẻo là kẹo chua. Thái mà cô. Úi thế á? Thôi cháu không ăn đâu. Không ăn à? Cô con bé này khó tính nhỉ. Thôi không ăn thì hay là đến nhà cô nhá. Đến nhà cô làm gì ạ? Đến nhà cô còn nhiều kẹo ngon hơn, nhiều lắm. Còn mấy cái kẹo này chứ gì? Không, đây là cái túi thôi. Của cô nó bé lắm ra cô chỉ được một từng ngày thôi. Chứ cháu mà đến tha hồ mà chọn còn nhiều kẹo nữa cơ, cô nó không mang đi. Thôi cháu không đi đâu. Chị cháu quay lại mà không thấy cháu, chị cháu lại lo đấy ạ. À, thôi đi nhanh, cô cất đồ về nhà cô nhá. Thôi cháu không đi đâu ạ. Đi. Cháu không đi đâu. À, cô làm gì em chị cháu thế? Cái cô này cô cứ bắt đấy. Em về nhà cô đấy ạ. Đâu, cô chỉ rủ em nó về nhà cô chơi thôi. Nhà cô nhiều kẹo lắm, với cả con gái cô thích gặp em cháu mà. Nhưng mà chị ơi, cô này cô cứ bám tay em rồi kéo em đi ạ. Cô có ý đồ gì xấu với em cháu đúng không? Hay là cô định bắt cóc em ý? Ô kìa, sao cháu lại dùng từ nặng thế? Ban ngày ban mặt này ai cô lại đi bắt cóc trẻ con? Mà chị ơi, em sợ cô này lắm ạ. Cô đấy mời em ăn bao nhiêu thứ, mời em uống nước và mời em cả đồ chơi con trai nữa chị ạ. Thế á? Vâng ạ, nước của cô lại uống dở rồi cô lại mời em. Cô thích cháu thì cô mới cho cháu đồ ăn như thế, sao cháu lại đổi đồ ăn cho cô? Vâng, nếu thật vậy thì cháu cảm ơn cô, nhưng mà bây giờ cô đi chỗ khác đi ạ. Thì bọn cháu còn chờ bạn cháu nữa. Ờ, thì cô đi nhá. Cô cầm cốc nữa đi kìa cô. Theo cô ạ. Theo cô ạ. Chỗ quá. Thì đang ăn nước này. Máy mà chị quay lại kịp với chị ạ. Thôi, lần sau chị không để em cùng mình thế này nữa đâu. Đúng rồi đấy chị, lần sau em sẽ không ngồi một mình nữa, em sẽ đi theo chị. Bây giờ bọn này nó ghê thật đấy. Mày quan không phát hiện ra.